Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Học Tiếng Hàn Miễn Phí cùng Mr. An. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn cơ bản. Đầu tiên là những câu chào hỏi trong tiếng Hàn. Xin chào, chào thông thường. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Chào trang trọng. Annyeonghasimnikka. Annyeonghasimnikka. Tạm biệt. Chào người ra về. Annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo. Chào người ở lại. Annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo. Cảm ơn một cách thân thiện. Kamsahaeyo hoặc Kumawoyo. Kham sa he yo hoặc ko ma wo yo. Cảm ơn một cách lịch sự trang trọng. Kham sa ham mida hoặc ko ma sim mida. Kham sa ham ni ta hoặc ko ma sim ni ta. Cảm ơn đối với bạn bè hoặc đối với những người nhỏ tuổi hơn mình. Ko ma wo ko ma wo. Xin lỗi, xin lỗi một cách thân thiện. Chue song he yo hoặc miane yo. Chue song he yo hoặc mi an he yo. Xin lỗi một cách trang trọng lịch sự. Chue song hamida hoặc mian hamida. Chue song ham ni ta hoặc mi an ham ni ta. Khi làm phiền ai đó, sile hamida, sile hamida, sir le ham ni ta. Khi chúng ta trả lời câu hỏi của ai đó, ví dụ như câu hỏi yes no, có không, thì vâng có, chúng ta trả lời là ne. Không, chúng ta trả lời là aniyo, aniyo. Khi trả lời biết hay không biết cái gì đó, tôi biết rồi. Alkesoyo. Alkesoyo. Tôi không biết. Morukesoyo. Morukesoyo. Còn đối với trường hợp gặp ai đó lần đầu tiên, chúng ta sẽ nói rất vui được gặp bạn. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 web get sum ni ta hoặc rất vui được làm quen. Manaso pankapsimida. Manaso pankapsimida. Manaso pankapsim ni ta. Còn khi chúc ngủ ngon, đối với những người thông thường, bạn bè thì chúng ta chúc ngủ ngon là chai chayo, chai chayo. Chai, cha, yo. Còn đối với những người lớn thì chúng ta nói một cách trang trọng, lịch sự. Annyeonghi jumuseyo. Annyeonghi jumuseyo. Annyeonghi jumuseyo. Annyeonghi jumuseyo. Còn nếu bạn hỏi ai đó bạn có khỏe không? Jal jineseoyo. Jal jineseoyo. Jal jineseoyo. Yo. Nếu bạn trả lời là tôi khỏe, 저는 잘 지내요. 저는 잘 지내요. Khi bạn nói không sao đâu, 괜찮아요. 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 Khi bạn không nghe rõ ai đó nói gì, bạn có thể nói làm ơn nói lại lần nữa. 다시 말씀해 주시겠어요? 다시 말씀해 주시겠어요? 다시 말씀해 주시겠어요? Hoặc bạn có thể nói câu, bạn có thể nói chậm một chút được không? 천천히 말씀해 주시겠어요? 천천히 말씀해 주시겠어요? 천천히 말씀해 주시겠어요?
Còn câu, tôi có thể nói tiếng Hàn một chút. Các bạn có thể nói 한국어 조금 할수 있어요. 한국어 조금 할수 있어요. 한국어 조금 할수 있어요.